Lực lượng cứu hộ ngày 5 tháng 8 lục lọi trong đống đổ nát để tìm xác người và giải cứu các nạn nhân còn sống sót tại cảng Beirut của Liban bị tàn phá trong vụ nổ ngày hôm trước. Vụ nổ hủy hoại khắp trung tâm thành phố. Những tòa nhà bằng đá tráng lệ, những khu thương giá thời trang và một dãy dài phố đi bộ nổi tiếng dọc theo bờ biển chỉ còn là một đống đổ nát chỉ trong vòng vài giây của vụ nổ. Dường như một vụ cháy từ một kho pháo đã kích nổ kho ammonium nitrat tồn trữ tại cảng từ năm 2013 cho tới nay. Tuy nhiên, nhiều người quy trách tai họa này là do xung đột chính trị sâu rộng kéo dài lâu nay tại nước này. Một số người nói rằng vụ nổ đánh dấu màn kết sau nhiều thập niên tham nhũng và bỏ bê. Ít nhất có 135 người chết và hơn 5.000 người bị thương, và số này còn tiếp tục tăng. Đức mùng 5 tháng 8 cho biết, sẵn sàng phái một đoàn 47 chuyên gia tìm kiếm cứu nạn tới hỗ trợ Beirut. Liên hiệp châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, các nước vùng vịnh cũng nằm trong danh sách đề nghị giúp Liban. Hãng tin nhà nước Qatar Q&A nói, nước này đã điều động một máy bay quân sự đầu tiên chở thuốc men trợ giúp hôm mùng 5 tháng 8. Ba chuyến bay khác sẽ được điều động tiếp trong ngày, mang theo hai bệnh viện dã chiến với tổng cộng 1.000 giường bệnh, được trang bị máy thở và vật dụng y khoa cần thiết khác. Theo các giới chức Hy Lạp, một máy bay trực thăng C-130 chở theo 12 nhân viên cứu hộ, 2 xe ô tô và vật dụng y khoa đã được đưa đến Beirut hôm 4 tháng 8.